Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ tư vòng loại World Cup 2022 với chủ nhà Oman. Chưa có điểm nào sau 3 trận và lại chơi tại Mucas nên dĩ nhiên chúng ta vẫn xác định mình là cửa dưới và vẫn sẽ trung thành với lối đá phòng ngự phản công cho dù đối thủ không quá mạnh như Iran, Iraq, Jordan, Ả Rập Xê Út hay UAE là những đội Tây Á khác mà tuyển Việt Nam từng gặp. Cách chơi đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vận dụng khá nhuần nhuyễn trong 3 năm qua và dù kết quả có lúc không thuận lợi nhưng cũng không thể làm khác được. Bởi điển hình như trận gặp Trung Quốc vừa rồi, khi mà nhìn ra đối thủ không mạnh hơn mình, ông Park rất muốn thay đổi lối chơi cho dâng cao đội hình tràn lên nhưng tuyển Việt Nam lại không quen với cách đá áp đặt trước đối thủ và có thể hình vượt trội nên khá lung túng, mắc nhiều sơ suất và cuối cùng phải quay về lối đá cũ. Vấn đề bây giờ với tuyển Việt Nam là phải thực sự thoải mái trong cách chơi, đừng gò bó, đừng đặt mình vào thế phải đeo bám, rượt đuổi, theo bóng nhiều quá. Thế trận phòng ngự phản công vẫn tạo nên sự chủ động nhịp nhàng nếu như kiểm soát bóng tốt với cự ly, đội hình chặt chẽ, gắn kết, không chỉ giăng bẫy được đối thủ vào thế nôn nóng mà còn mang lại tâm lý tự tin, phấn khích cho đối thủ của chúng ta. Muốn vậy thì ông Park và các học trò phải nhanh chóng giải tỏa áp lực. Thực tế thì trận đấu với Trung Quốc cho thấy rằng từ huấn luyện viên Park Hang-seo đến nhiều vị trí trên sân, nhất là hàng thủ và hai cánh vẫn mang trong mình những áp lực khá lớn. Người xem truyền hình thấy rất rõ khi mà trận đấu bắt đầu, ông Park cúi mặt như đang cầu nguyện và sau đó cứ nhấp nhòm trong khu kỹ thuật. Khi mà Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa hai đều, ông chạy ra ăn mừng một cách bùng nổ, giống như vừa gỡ bỏ được một ngọn núi đè lên ngực mình. Áp lực lớn là do kỳ vọng lớn, chính ông Park hiểu điều đó như cách mà ông trả lời họp báo rằng người bạn đã hỏi ông làm thế nào để thắng tuyển Trung Quốc. Sự mong mỏi khiến cho ông phải chịu không ít căng thẳng khi mà bị áp lực, rõ ràng nhiều lúc quyết định đưa ra sẽ không tránh khỏi sự thiếu sáng suốt, như chuyện đưa hậu vệ trẻ Thanh Bình vào sân thay cho Tiến Dũng mà chính ông sau trận đã thừa nhận lỗi là do mình. Khi bị áp lực như vậy rất khó tránh khỏi chuyện ông Park phải cầu toàn với những phương án đã giúp mình thành công trước đây thay vì làm mới nhân sự và thay đổi mang lại sự tươi mát hơn cho hàng công. Một khi thuyền trưởng phải chịu nhiều áp lực như vậy thì làm sao mà các cầu thủ chơi trên sân có được sự tự tin cần thiết và nhiều lúc cũng không tránh khỏi tình trạng chân như đeo chì. Thế nên lúc này việc giải tỏa áp lực cho đội tuyển là vô cùng cần thiết. Trách nhiệm này trước hết thuộc về VFF và trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển cần có được sự động viên, khích lệ và xác định rằng việc chúng ta có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là một trong 12 đội châu Á xuất sắc nhất đã là một kỳ tích với một nền bóng đá mới bắt đầu vươn lên như Việt Nam. Còn cả một quá trình dài để phấn đấu chứ không nên quá quan trọng chuyện thắng thua trong một trận đấu hay là một giải đấu. Mấu chốt là những thất bại vừa qua đã mang lại nhiều bài học quý, là những trải nghiệm thiết thực để đội tuyển từng bước củng cố, phát triển. Điều này sẽ góp phần giúp cho bầu không khí của đội tuyển trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn, xua đi nỗi lo âu không cần thiết để tập trung toàn lực cho trận đấu trước Oman. Các bạn thân mến, tuyển Việt Nam luyện bài tấn công và đón Quế Ngọc Hải trở lại. Đội tuyển Việt Nam luyện các mảng miếng tấn công để sẵn sàng chơi đôi công với Oman ở trận đấu lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10 trên sân Sultanqua Bros. Nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam giúp cho đội tuyển có sân tập tốt hơn buổi tập đầu tiên, dù phải di chuyển bằng xe buýt 25 phút từ khách sạn nơi mà đội đóng quân. Mặt cỏ sân tập mới chất lượng hơn nên huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng, không còn lo ngại về vấn đề chấn thương cho các cầu thủ khi tập luyện. Ở buổi tập này, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện bình thường cùng với đồng đội. Anh đã khỏi chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu với Oman. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thoải mái hơn khi cho toàn đội tập luyện và các bài phối hợp tấn công. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc có lẽ muốn có được sự thay đổi bởi lối đá phòng ngự phản công ở 3 trận vừa qua đã lộ bài. Đối thủ Oman dễ dàng bắt bài và gây khó khăn cho thế trận của đội tuyển Việt Nam. Các bài tấn công được thực hiện khá nhanh với các pha phối hợp một chạm. Ở trận đấu diễn ra vào ngày mai, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Rất có thể Công Phượng và Hồ Tấn Tài được ra sân từ đầu thay cho Văn Đức và Văn Thành. Mỗi khi Công Phượng xuất hiện thì khả năng cũng sẽ có sự góp mặt của Văn Toàn. Bởi quan sát buổi tập cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo thường chú trọng tới các pha phối hợp giữa Phượng và Toàn. Nếu như ông Park mạo hiểm chơi với 3 mũi giáp công, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn thì đây sẽ là trận đấu mở bởi Oman cũng không ngần ngại bày tỏ sự sẵn sàng cho buổi tiệc bóng đá tấn công trước đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển Oman và Việt Nam thế và lực của hai đội như thế nào? 23 giờ ngày 12 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục có trận đấu với chủ nhà Oman, ngựa ô của bảng đấu.
Trong quá khứ thì đội tuyển Việt Nam từng gặp Oman 2 lần và đều thất bại. Huấn luyện viên Park Seo thua đối đầu một lần trước huấn luyện viên Brand bên phía Oman cách đây 19 năm, ngay chính trên quê hương. Khi đó thì ông Branco cầm đội U23 Iran, còn huấn luyện viên Park Seo cầm U23 Hàn Quốc đá trận bán kết ASEAN 2002. Tại bảng B thì vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ba đội Oman, Trung Quốc, Việt Nam được xem là những đội yếu nhất. Sau 3 trận đấu, Oman, Trung Quốc, Nhật Bản đều chỉ có 1 trận thắng, 2 trận thua và được 3 điểm. Nhưng phong độ của các cầu thủ Oman, đội đang đứng thứ 9 châu Á, được xem là ấn tượng hơn. Ngay ở trận ra quân, Oman đã thắng chủ nhà Nhật Bản, đội tuyển mạnh nhất ở bảng đấu này với tỷ số 1-0. Đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng phải vất vả lắm mới giành được chiến thắng trước đội Oman. Ở trận thua 1-3 trước Australia, Oman cũng có được những thống kê kỹ thuật rất ấn tượng. Các cầu thủ Oman đã tung ra 11 phát dứt điểm, 4 lần trúng đích, kiểm soát bóng gần như ngang ngửa với chủ nhà Australia. Nếu cải thiện được khả năng phòng ngự, Oman có thể sẵn sàng đôi công sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu ở bảng đấu này. Do đó, để kiếm điểm trên sân nhà là một điều không đơn thuần đối với Việt Nam, nhất là khi huấn luyện viên trưởng Oman là ông Branko Ivankovic, một nhà cầm quân đã từng tham dự World Cup khi mà cầm đội tuyển Iran. Ông Ivankovic đã có hơn một thập kỷ làm việc tại các sân cỏ châu Á với rất nhiều các thành tích. Đội tuyển Việt Nam vừa thua liền 4 trận nhưng việc ghi được 2 bàn vào lưới của đội tuyển Trung Quốc cho thấy rằng các học trò của Thái Bắc hoàn toàn có cơ hội có điểm khi gặp Oman. Đầu tiên thì các cầu thủ Việt Nam ít nhiều đã có kinh nghiệm khi mà đối đầu với các đội bóng Tây Á. Tuy có thể lực tốt hơn nhưng lại thiếu sự khéo léo trong các pha xử lý cá nhân. Tiền vệ trẻ 22 tuổi của Oman đang thi đấu lên chân là Jiha Agrabari vừa bị chấn thương. Trong sơ đồ 4-1-2-1-2, Jackhi Agrabari chính là tiền vệ thi đấu bên cánh trái. Sau 3 trận thua tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, khả năng đi sâu của đội tuyển Việt Nam không nhiều, nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn thoải mái về tâm lý. Bản thân ông Park Hang-seo sau trận thua U22 Iran đã mất việc ở U22 Hàn Quốc và trải qua 15 năm chỉ làm việc, chỉ dẫn dắt những câu lạc bộ nhỏ cho đến khi nắm đội tuyển Việt Nam. Đây là một trận đấu mà ông Park rất muốn trả lại món nợ cũ và Oman cũng là một đối thủ vừa tầm để ông làm được điều này. Đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu sòng phẳng hơn để sốc lại tinh thần ở thời điểm này. Người hâm mộ cũng muốn được nhìn thấy diện mạo thi đấu khởi sắc của các cầu thủ Việt Nam, giống như cách mà chúng ta đã thể hiện trước sân Mỹ Đình khi gặp Australia mới đây.